anh em, chào mừng em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình nha. Anh em coi YouTube mình nhớ đừng quên cho mình xin một like, subscribe ủng hộ kênh mình nha. Đó, mà bây giờ mọi người thấy điểm đặc biệt ở đây đi không? Mọi người thấy con dao nó bé tí không mọi người? Trời ạ, trận này là tôi mod skin nhé mọi người, mod skin nên là mod hơi bị lỏ tí nên là cái hình con dao nó bé tí à, nãy nó còn cao bằng con Alice luôn á. Trời ạ, nè luôn. Rồi, nó không phải nó lỏ cái đó đâu, nó còn lỏ cái chưa một đó mọi người, nè nhìn nè, đó gõ không ra cái vòng luôn. Rồi nên là anh em coi YouTube mình thông cảm nha. Đó, tại vì hôm nay mình chơi ở arc này á, arc này nên là không có skin. Đó, không có skin nên là mình phải mod để có hiệu ứng cho anh em xem cho đã mắt nha. Đó, nên là mọi người xem của mình thì thông cảm nha. Đó, nói chung là có cái vòng hay không có cái vòng á thì đối với mình thì nó cũng không quan trọng đâu, bởi vì mình chơi con da này quen lắm rồi nên là chuyện có cái vòng hay không có cái vòng thì nó cũng chả có ảnh hưởng gì nhiều với so với mình hết á. Rồi, đó, bây giờ hôm nay mình đấu đầu với Celestia mọi người ơi. Rồi, thằng nói chuyện nè, đánh thường này. Rồi, chém này, ui lại tàn hình nữa rồi. À vậy đó là chiêu một của con Celestia này nó lướt đi thì mình vẫn thấy được người đó mọi người ơi, chứ không tàn hình luôn. Thế mà tôi cứ tưởng là nó tàn tàn hình trong khi lúc nó lướt nữa chứ. Rồi, bây giờ thì tôi đã đảo lẹ lẹ lên đường trên ganh nhá. Thấy đây đây đấy, tem nó lên ganh kìa. Rồi, Enzo kìa, chạy được không? Ừ, hay có mắc không chúng AD rồi. Ui rồi, tem tôi rồi một phát chết con Enzo rồi. À đây này, thằng mít đó nè. Rồi, chạy đi đâu. Rồi đó, đánh làm thường làm chậm này. Ơ kìa, sao chạy nhanh vậy, nhưng mà không sao nha, tôi còn tốc biến nhá mọi người. Rồi, nè, có chưa một tốc biến này. Rồi xong, xin mạng nha, gõ thường hai cái chết. Đó, trời ơi, ông biết đấy, ông tính bay vào hông. Ông ấy cướp mạng của tôi nữa này luôn. Trời ạ. Đó, trận này quên cấm Aya. Nên là, không phải quên cấm mà tôi không phải tôi cấm. Đó, nên là lại tên mạng nó biết ra rồi. Nói chung là chơi thì chơi nhưng mà tôi ghét con Aya cực kỳ mọi người ơi, khó chịu vãi. Tôi, hai con tướng mà tôi thấy ghét nhất là con Aya với cả con Bonnie nhá mọi người. Hai con tướng nó cực kỳ khó chịu luôn. Rồi. Đó, nhưng mà thôi không sao, vấn đề thì tem bạn biết rồi thì cứ chơi thôi chứ sao giờ. Đó, trận này có vẻ tem tôi đang khá là lợi thế nhá. Đấy, đầu game bây giờ là 4-0 rồi. Đó, đường trên của bạn này chết hoài luôn á. Đó, là dừng bạn, mít bạn, SB bạn, AD bạn, mỗi người chết ở mạng rồi. Còn bây giờ thì ở lên tôi. Đấy, để tôi cố gắng giết thằng Celestia một mạng để cho thành tem bạn mỗi người hạ gục xuống một mạng nha mọi người. Rồi, bây giờ thì kiếm xa xem con Sinex nó nấp ở đâu nhá. Đấy, khả năng nó tàn hình rồi, chắc chắn nó đang tàn hình á, nên là tôi không biết tàn hình chỗ nào thôi. Còn bây giờ thì tranh thủ dọn đường lính lẹ là xong rồi vô ăn con rơi nhá mọi người. Đó, cái con này gọi là con chim hay con rơi nhỉ, thôi nói chung là tôi chơi hồi xưa rồi thì tôi gọi nó là con rơi đi. Rồi, bây giờ vô chém này. Ô, từ từ nhá, con Sinex kìa. Rồi, này đánh thường này, rồi xương xin con rơi nhá. Đấy, này, bổ mày, cầu máu miết đam này. Nói chung là con này thì cứ cấu bao nhiêu cấu máu thôi, chứ không có đánh luôn đâu mọi người, tí nó hút lại ưu tí lại đầy máu á. Đói, mà khi nó không có ulti nó không dám solo cao mình đâu. Rồi bây giờ kệ đi, tôi sẽ di chuyển lên mid, tôi phụ mid một xíu đam nhé, xong rồi tôi về lane nhé. Nó nói chung là chủ yếu mục tiêu mục đích đó là hưởng một ít vàng đấy mọi người. Úi rồi, tôi ấn lộn vào nút đánh thường rồi, à đánh lính rồi. Rồi nói chung là kệ đi, bây giờ thì di chuyển về lane farm tiếp nhé mọi người. Đó, đấy chuẩn bị hết mana rồi nhưng mà tôi vẫn còn hai cục máu ở đây nha. Đỡ phải về, trời ạ. Nói chung đối đầu con Celestia này máu thì không tốn đâu nhưng mà tốn mana mọi người ơi, kiểu tôi đánh bao nhiêu của tôi hồi máu bấy nhiêu á, thành ra là chán được cái nào. À đúng rồi, thì quên mất đó, mình quên mất nói cách khắc chế con Celestia nhỉ. Mọi người biết con Celestia là rồi đúng không, nó chiêu đó là hút máu và sức thương chủ yếu của nó gây ra là đòn đánh tay đúng không, nên là muốn khắc chế nó thì mọi người cứ cắm vào tôi cái giày hộ vệ và cái đao truy hồn thôi, là auto con này nó đánh mình không mất máu nữa mọi người. Đó, mọi người bọn đánh tay mà thêm đao truy hồn nữa, thêm đao truy hồn là tận 180 giáp đấy, đánh mình không mất máu đâu, nên là cứ có cái đao rồi thì mọi người cứ thẳng tay mà đánh, nó không sợ nó ulti đâu. Ulti thì mình đánh nó tiếp thôi. Đó, còn chưa có lúc mà mình chưa có đao thì mình đánh nó hơi tốn thời gian thế thôi, bởi vì nó cứ hút máu lại ấy mọi người. Này, bây giờ thì vô trao đổi chiêu thức với nó nha mọi người. Nó cứ chém thường thôi. Mình có thể hở vệ nó chém mình không đau bằng mình đâu. Rồi. Ui chết mẹ rồi, hết mana rồi. Trời ơi. Ui tốc biến này, hệt quá đó, thấy chưa? Hên là tôi né kịp lại rồi này, đánh thường này. Ok ha. Tôi xong rồi. Trời ơi. Từ từ lui nhẹ. Sau đó xử lý lỗi mọi người ơi. Sau đó đáng nghe tôi phải lướt ngược về chứ. Nhưng mà tôi không nghĩ là nó sẽ lướt thẳng xuống thôi đâu mọi người. Rồi, ok nhưng mà không sao. À rồi xong, nó chết chắc với tôi rồi. Chết rồi, đấy đâu phải đánh nữa. Rồi đánh thường hai cái chết này. Này thì không về này. Mọi người để ý rồi, mọi người để ý lúc đầu game là tôi combo của nó nhẹ nhẹ xương xương thôi mà nó đã mất nửa cây đúng không? Nên là còn nó còn nhiều đó máu thì cứ bay đi mà đánh thôi, không có gì phải sợ hết á. Rồi. Biến về thôi nhé mọi người, nó đã solo kill với nó thành công một mạng nhé mọi người. Rồi,
Bây giờ thì biến về hồi máu thôi. Team tôi trận này có vẻ đánh khá là hay nhỉ. 12-3 rồi, team bạn đang bị ép hết đường trên khá là cao rồi. Rồi, nói chung là team mình ép được vậy cũng ok đó. Mất công là để con Enzo nó được farm mà có thêm Aya nữa thì thôi khó lắm, khó chịu lắm. Mà con Enzo mọi người biết rồi, đứa nào biết chơi thì con nó nhiều quái vật đó mọi người. Nó mạnh lắm, nó kiểu nó khỏe nữa. Rồi ok, nói chung vấn đề đó để sau đi. Còn vấn đề bây giờ thì tôi cứ tập trung làm sao mà đánh được con Sinestia đúng không? Hay đó, nói chung là con Sinestia thì không biết này. Đó, con Sinestia thì mọi người chỉ cần nâng hai cái món đồ mà vừa nãy tôi nói thôi là mọi người auto ăn đi đường ăn nó rồi. Còn tôi cũng nói chung là không cần phải lên đâu, nhưng mà lên thì mọi người đánh đầu game nó ăn nó thôi. Còn mọi người không muốn lên thì cứ lên full dam rồi đánh theo kiểu kia. Rồi bây giờ tôi bắt con mít nhé mọi người. Rồi chắc chắn mít nó chết này. Rồi khả năng này đây này, đợi Enzo này đó, xin lỗi mạng Enzo nhé mọi người, chém luôn. Rồi bây giờ thì lui thôi. Hồi ôi team tôi thì mất mừng mít rồi. À này 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 này, này bắt con Sinex này mọi người. Rồi mà Sinex có ulti mọi người. Lui. Thôi xong rồi, con Violet có bùa đỏ. Rồi xong, tôi chết chắc chắn pha này tôi chết rồi mọi người ơi. Ui chứ hả? Con Violet không có bùa đỏ là khả năng pha đó tôi chạy được rồi mọi người. Trời ạ. Rồi, ok. Bây giờ thì đứng đây nấp đợi AD nó ẩu ẩu thôi nha. Đó, cho FB mình dụ đi. Rồi, đây đây hay quá. Rồi nhá, thằng Aya mất ulti rồi nên là tôi sẽ bắt nó thôi. Đó, vòi ulti nè, sát đao nè. Ui, không ăn được mạng rồi, tiếc thế. Chán thế, mạng đó mà tôi ăn được thì mới là ngon mọi người. Con AD nó đang xanh nên là ăn được mạng sát đao mới là lời ra. U đau đau đau, nó đau quá. Trời ơi. Trời ạ, con gì này chiều đau chứ hả? Rồi, ok, tem tôi ăn hết tem bạn rồi. Kì, giết được nó đi. Ui. Ôi, thôi xong rồi, tôi biến về nhé mọi người. Rồi, biến về thôi, pha đó tôi ở lại là tôi chết luôn đó. Pha đó tôi hết mana rồi. Trời ơi, trời ơi, Enzo đánh hết tem tôi rồi. Trời ơi, ảo thật đấy. Rồi xong, chết luôn rừng rồi mọi người ơi. Trời ạ, này luôn. Một pha combat là tem bạn có lợi thế này rồi. Hổ đầu game ép bây giờ nó ăn lại 17-14. Đấy, trận này nghi có mùi nhá. Từ từ, không sao, trận này tôi sẽ cố gắng gánh team nha. Tôi vẫn đang ở gánh team là tôi cứ từ từ thôi. Tầm này con tôi còn đang cấp 12 nữa. Đó, cứ tranh thủ. Team tôi chơi cái này báo ghê á. Đang ép team bạn rõ ràng thế mà giờ để team bạn lại có thể thế lại. Trời ạ, nệ luôn. Rồi, đó, con Enzo ở dưới kìa. Rồi, bây giờ thì tranh thủ tôi di chuyển đây, tôi bắt AD nhé mọi người. Ui, AD nó đi đường dưới rồi. AD nó đi đường dưới rồi. Ui, trời ơi, team ơi. Tem ơi, tại sao báo vậy? Đây này, đồ xong, ăn mạng sát đao nhá. Rồi, bộ này, ulti này, sát đao này, chấm dứt này, ăn luôn mạng của Aya nhá mọi người. Rồi, chém này, họ xin nhá. Aya đòi cứu này, tốc biến này. Rồi, ok. Này này này, úi dồi. Từ nhá. À, rồi xong. Alpha này tôi ăn qua kill rồi mọi người ơi. Trời ơi, ăn qua kill nhẹ nhàng thế. Rồi, mega. Ui, không được rồi. Tem ơi, không nhường tôi một xíu, đợi tôi xíu xuống là tôi được cho tôi cái mega, đẹp rồi. Trời ạ. Nè luôn. Ui, tem ơi, báo quá, đừng có báo nữa. Trời ơi, SB di chuyển cẩn thận tí nào. Di chuyển vậy, báo tem quá. Trời ạ, tem nãy đang lợi thế luôn. Rõ ràng mọi người thấy đồ game đang lợi thế đúng không? Kiểu, tem đang ép rõ ràng. Bây giờ tem bạn lại có lợi thế lại rồi. Con Enzo nó còn xanh lại nữa. Nếu mọi người biết con Enzo xanh rồi thì mấy ông này mà không biết đánh, cứ để nó móc trúng rồi không biết di chuyển sao, xong rồi lại báo tem không à. Đó, nói chung là đó, trận này thì tôi vẫn gánh được nha mọi người. Trận này tôi vẫn đang ở cánh team nha. Rồi, bây giờ thì lượng ngô đỏ thôi. Đó, để tôi nâng cái phục kiếm nha. Nâng phục kiếm cho đam nó to xíu. Tôi là tính nâng đồ thủ xíu ấy, nhưng mà thấy tem tôi có vẻ thiếu đam quá mọi người ơi. Đó, nên là nâng phục kiếm đi, quét tem bạn cho anh dễ. Rồi, đấy, bây giờ thì qua đây dọn lính nhá mọi người. Trời ơi, tem ơi, từ từ, bình tĩnh nhá. Trời ơi, chết luôn. Mít rồi, rồi giết này, chém thường này. Ulti luôn nhé mọi người. Rồi, bây giờ thì đây bắt AD mọi người ơi, bắt AD nhá. Rồi, bộ này, đánh thường này. Chém này, từ từ lui nhẹ cái nha. À, mày dám quay lại à? Dám quay lại à? Rồi, bộ này, xin lỗi mạng Aya nhé mọi người. Hổ Enzo vẫn đang dí tem tôi ở dưới kìa. Rồi, chém này. Rồi, ok, double kill. Rồi, còn thằng Enzo biết nó đâu rồi ta. Rồi. Đây. Để tôi kiếm thằng Enzo coi. Mày đâu? Mày trong mày đúng không? Rồi, ok, lượm mạng nhá. Mày trong mày. Đau. Trời ạ, rồi xin mạng quét sạch luôn, thần thánh cho tôi rồi. Đấy, trời ơi, tôi giúp tem bao nhiêu, tem tôi báo bấy nhiêu mọi người. Cứ đánh nhau, ẩu không rồi để tem nó ăn lại mạng. Chán ghê đấy, không biết. Trời ạ, để luôn. Rồi thôi, cho mít đẩy đừng có, tôi đẩy trụ dưới nhá mọi người. Đấy, bây giờ thì tranh thủ tem bạn chết hết 5 đứa rồi. Thì lượm nghỉ hai cái trụ ngoài nhá mọi người.
Đó, bây giờ tranh thủ thì còn cách là ăn mục tiêu để lấy lại lợi thế cho team nha. Rồi, bây giờ thì cắm giáp hộ mệnh thôi. Từ từ, mấy ông ơi, thấp thấp thôi, đừng có lên cao quá, trời ơi, nể luôn đấy. Trời ơi, đánh thấp thấp thôi, bảo mấy pha rồi, team bạn. Bây giờ mục tiêu tôi là cứ cố gắng bắt con AD nhé mọi người. Đấy, bây giờ kiếm sai nấp này, đây này, nấp đây này, tí kiểu gì thằng Enzo hoặc thằng AD nó sẽ qua nó farm mà. Đây, rồi, đó. Nói chung là mạng này Enzo chết đó, chắc chắn là Enzo chết đó. Rồi, bây giờ thì đợi Enzo vào thì tôi giết nó nhá. Đây, ulti này. Rồi, đánh thường này, bộ này. Chạy đâu. Rồi, ulti này, đánh thường này. Rồi, chạy đâu, có kìa. Cái gì vậy? Trời ơi, tự nhiên nó tục biến. Từ từ nhá, bình tĩnh nhá. Rồi ôi, không được rồi. Em ơi, mấy ông báo tôi vai nổi thật. Tôi đang bắt Enzo ở dưới này thì lại ở trên chết mất cả SB với cả top rồi. Rồi, bây giờ thì AD tranh thủ đẩy ở đây để lén lấy luôn cái trụ nhé mọi người. Đó, lấy được một lén á, em bạn không dám vào đâu. Ok, luôn thôi. Đó. Đấy, tranh thủ lấy được một đường rồi là ngon rồi. Rồi, ôi, lại lộ sai rồi mọi người ơi. Từ nhá, bây giờ thì tranh thủ đẩy lính cao thôi. Đó, cố gắng đẩy lính thôi. Trời ơi, mấy ông đừng có báo tôi nữa. Trời ơi, chơi mà cứ điều ấu được bị bắt không à. Đấy, con tàu thần phút 14 thì chuẩn bị ra rồi, 1 phút nữa là ra rồi, nên là tranh thủ để đẩy lính cao lên để còn ăn, để còn thủ tàu thần cho dễ chứ mất công. Lính mà thấp cái là tỷ lệ thua cao lắm mọi người. Nên bây giờ trời ơi. Đấy, trận đấu này coi như bị lật kèo rồi. Đấy, đang khả năng sắp bị lật kèo rồi, nên là tôi cứ cố gắng sao mà để câu ấy cho team lợi thế thôi. Cái mấy ông này cứ báo tôi là di chuyển đấu quá, từ nhá, không đánh vội nhá. Để tôi giờ tôi sẽ di chuyển xuống đép ở đường dưới nha mọi người. Đấy, con Jinna đang ở dưới kìa. Rồi, đây này, đâu đúng không? Đây, mày đây. Rồi, ok, bỏ nhá mọi người, không đánh nhá. Để mấy ông công xuống đấy, thấy chưa? Đó, này, bộ này, kiếm thường này, rồi. Ui, SB ơi, tại sao đi thẳng vào bụi nó vậy? Rồi, xong, chết ông AD luôn. Trời ơi, còn 3 người không biết thủ được không đó mọi người. Rồi, ok, giờ cố gắng thủ thôi nhá. Trời ơi, mấy ông báo tôi vai, trưởng thật. Né luôn, rồi, ok, bây giờ thì chịu chứ sao giờ mọi người. Pha này không thủ được là coi như là thua luôn đấy. Ui vô sớm vậy, từ từ. Ui không được rồi mọi người, không có bóc rồi, rồi xong mất tất tinh thần luôn. Rồi, vui nhá mọi người. Đó, kìa, thủ đi. Trời ơi, con vết. Con vết rết, phát nồi. Ôi. Ui. Con vết nó có đầy máu mà nó không thủ luôn. Hai con quái còn có tí máu vai trưởng. Trời nó ngu. Thôi thì trận này thì tôi cũng chịu rồi mọi người ơi. Team đánh vậy thì tôi cũng chả biết nói sao nữa. Rồi, ok. Đấy, anh này cũng là rank 3x rồi đấy. Mà nó còn chơi vậy nữa, nể luôn đây cái máu không chịu thủ nhà. Thôi. Rồi, dù gì cũng thua rồi thì cảm ơn anh em đã coi clip nhé. Nếu thấy clip này hay thì nhớ cho tôi xin một like, subscribe ủng hộ kênh tôi nhé. Cảm ơn anh em rất là nhiều. Ok, bye bye. Hẹn em ở clip sau nha.